Chiều ngày 17 tháng 8, tại sân câu lạc bộ văn hóa thể thao phường, đảng ủy phường Sơn Phong đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá đảng viên mở rộng năm 2023, chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9, 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19 tháng 8 và 75 năm ngày thành lập ngành kiểm tra đảng 16 tháng 10. Hơn 60 vận động viên của 6 đội bóng liên quân, các chi bộ khối phố Phong Hòa, khối phố Phong Thọ, công an và ban bảo vệ dân phố, quân sự và hai trường học, chi bộ, trường trung học phổ thông Trần Quý Cáp và đảng bộ trung tâm y tế Hội An được chia ra làm hai bảng thi đấu từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 24 tháng 8. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hai trận đấu khai mạc giải bóng đá đảng viên phường Sơn Phong Mở Rộng năm 2023 đã thu hút đông đảo của đồng viên đến dự xem.